Đây, một bịch bánh này nha, bánh gạo mật ong nhá. Hôm nọ ấy, thì Hà về cái hàng kia bên công ty gửi, chắc là họ có cái nào thì họ gửi cái đó nhá. Cái này để Hà coi cái giá lại của nó nhá. Cái này hình như là giá nó cao hơn cái kia một chút xíu đấy cả nhà. Hôm nọ Hà bán cái kia nó là 28 đồng đúng không cả nhà? Cái bịch này nó giá của nó là 29 đồng nè Trang này. 29 đồng cái gì cơ Trang? Hỏi cái gì? Cái bịch này này, nhiều lắm nha cả nhà nhá. Mọi người nhìn ấy, Hà như thế này. Mà mọi người nhìn cái bịch nó như thế này nha. Cái này nó cả gần cả ký lô luôn đấy cả nhà. Nó gần ký lô. Cái này Hà lấy cao hơn, mọi người chốt trên like này Hà sẽ đưa lên cái giá là 29 đồng trên like nhá. Còn nếu mà mọi người chốt dưới like thì Hà sẽ chốt cho mọi người là 30 đồng nha cả nhà nhá. 30 đồng nếu mà mọi người mua dưới like nha cả nhà nhá. Trời ơi nó nhiều lắm Phương ơi, một bịch nó to. Em nhìn này, cái người của chị như thế này mà cái bịch bánh nó như thế này nó cả ký luôn. Có bánh ngũ cốc không? Ở bánh ngũ cốc thì trước thì Hà có hay bán bánh ngũ cốc đúng không? Thì lại không có rồi. Và lại có cái bánh gạo này. Mà cái này, cái bịch này nó nhiều hơn cái bịch kia luôn đấy. À, cái này là gạo và mật ong. Phương một bịch nè. Cái này á, bánh ngũ cốc, mấy cái bánh này này mà gặp với con Hương Trương ấy, hay lấy lắm nha, nha Phương nha. Bé đấy là nó ăn ghê lắm. Mua chắc mua cho, mua đồ gì nữa đó. Hay mua lắm. Một bánh gạo mật ong cho Phương nè. 29 đồng này, Tuyết một bịch nè. À, Hạo lấy một bịch nè. Ăn là vừa tốt cho sức khỏe mà lại vừa đẹp da nữa. Vừa có mật ong, vừa tốt, gạo tốt nữa. Ăn được chứ, bằng gạo mà. Mật ong ấy thì là ai cũng người ta cũng vẫn ăn được. Không phải là sô-cô-la, không phải là đường thì mật ong vẫn ăn được nhá. Hảo một bịch này. Dạ. À, gửi trước tháng sau cho em để mang đi ô lộp ăn vặt nhé. Đúng rồi. Đấy. Ok. À, chốt 1, 2, 3 bịch. Ok. Đấy, Hà lấy một bịch nữa là 4. Hà chỉ còn có một bịch nữa thôi nhé cả nhà nhá. Bởi vì công ty á, không có gửi nhiều cái này đâu. Bởi vì sao, nó nhẹ quá. Mà gửi vào nó chiếm chỗ người ta, người ta không có chịu gửi nhẹ. Gửi mà lấy mà cả thùng này thùng kia mà toàn là cái độ nhẹ này, nó không có gửi đâu. Cái này là mình cứ gửi xong mình châm nó vô thôi. Đấy. À, set son ấy là 27 đồng đó Trang. Set son là 27 đồng Trang ơi. 7 màu luôn đó.